Minh, hôm nay em quay một video clip, em giới thiệu một cái món đồ chơi mà em mới vừa mua cũng như là để mình tập thể dục nữa nha cả nhà. Rồi em xin mời cả nhà cùng xem cái món đồ được của em nha. Đây cả nhà, bây giờ là em mới mua một chiếc xe đạp. Đây, chiếc xe đạp này cũng bình thường thôi cả nhà, đây cái loại khung sắt thôi. Chiếc xe đạp này em mua là 3 triệu Việt Nam đồng, hơn 100 đô. Đây thì em mua ở cái ngoài cái tiệm xe đạp thôi, cũng bình thường ở nhà ha. Nó cũng không có thương hiệu gì ấy lắm, thương hiệu Nike Min gì đấy. Thì mua sẵn là như vậy, có chiếc xe đạp này có vành sẵn luôn. Còn cái lớp xe đây. Đây mình coi cái lớp xe là cái kích thước là 57 57 26. Đây là lớp là 5 lớp hả? 20 57 559 26 đây cả nhà. Thì có phụt trước nè. Đó, phụt trước có nhúng nhúng nhúng, rồi trước là thắng đĩa ngon lắm, em cũng được tuần rồi, chạy nói chung là ổn. Có cái đèn này sẵn, còn này là em mua thêm nha cả nhà, cái này là mua thêm ba trăm mấy á, ba trăm mấy. Thì cái đèn nó có cái tác dụng là cái đèn, đèn bật đèn nha nha, bật nguồn lên. Cái này là nó đo cái tốc độ mình chạy cũng như là cái km luôn. Nào để em có cái clip giới thiệu riêng cái này cả nhà. Thì đây là có cái thời gian chạy là bao nhiêu lâu này, cái quãng đường chạy nè, tốc độ chạy nè. Đây là có nút đèn, đây đèn, đèn ở đây là một đèn, hai đèn, đây hai đèn sáng nè, rồi một cái chức năng là chớp đây. Đó, đây là em có nút điều khiển qua nha, đây nha, có cái tay nắm điều khiển qua đây, rồi em tắt đi, nút kèn đó, nó có cái kèn nữa. Rồi thì cái này là nó đo tốc độ bằng cái truyền Bluetooth đây. Đây là có cái chỗ này nè, cái chỗ này nó truyền lên, và ở chỗ bánh xe là nó có một cái cục này, đây cả nhà, đó cục này mà nó chạy mỗi lần nó quét ngang cái chỗ này á là sẽ trên này tốc độ mình sẽ nhảy. Rồi qua sơ sơ cái khung sườn đây, cái yên xe cũng đẹp cả nha, khá là ok. Khung sườn đây, xem chạy một tuần nó hơi bẩn xíu. Rồi thì ở đây là cái clip này là nó có ba cái tốc độ khác nhau, nó có ba cái là 1, 2, 3, mình có thể điều chỉnh ở đây. Giờ xe đạp là điều chỉnh rất là ok, điều chỉnh phía trên này, đây là điều chỉnh ở phía đằng sau. Mấy tốc độ đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây có 7 cái cấp độ, 7 cái cấp độ này là di chuyển luôn. Đây xe đạp giờ chơi thắng đĩa không mà cả nhà, đây nè, đằng sau này cũng thắng đĩa, và cái này là đi kèm luôn nha, cái ghi đồng để chở đằng sau là đi kèm luôn. Thì em về em mua thêm hai cái này 20.000 để gác chân, đây hai cái này để gác chân cho bé ngồi sau. Rồi mua thêm là chỉ có cái này thôi, có cái này là mua thêm ba trăm mấy, thì nó có cái công tắc nối dây. Rồi đã hết rồi đó, đó là cái sơ sơ là cái xe đạp của em. Rồi hôm nay thì em mới mua một cái món nữa, một cái món nữa là để đây cái này để gắn điện thoại lên xe, xe máy 55 tới 100 mm mình có thể điều chỉnh, mình khóa cái này lại là coi như là cứng ngắc luôn. Em mua của cái hãng Zepto này, mua trên Shopee 75.000. Cái này là của hàng của nước ngoài về Trung Quốc á. Nè, mình bắt vào đây, mình gắn điện thoại mình lên bao chắc luôn. Thì phụ kiện đi theo là cái này là để cho đừng có chày nè, chày cái ghi đông của mình. Còn này là bằng nhựa để mình kẹp vào trên cái ghi đông của mình kia, hai mặt hai bên, rồi mình siết ốc vô là xong thôi nè. Này nó cho mình hai miếng nè, mình kẹp vô vậy là xong. Cái này cũng vậy, siết vô là coi như xong đó. Nó có chỉ luôn nè cả nhà, hình đồ nó lắp gì nè, mình lắp nè một cái vòng này gọi là xong thôi. Mình cần gắn thì mình gắn thêm, còn không gắn thì thôi.
Đây nè, mình kẹp này vô nè, chó đừng có bị chạy là ok. Này chỗ này nè, rồi em gắn đây, kẹp đây, kẹp đây, xong cái đem gắn cái điện thoại lên đây, thì mình đi á mình bật cái điện thoại lên được rồi. Rồi ok, giới thiệu cho nhanh với cả nhà một cái món đồ mới ha. Rồi hẹn cả nhà trong clip sau của em nha. Em tranh thủ sẽ mốt giới thiệu thêm về cái sản phẩm đèn năng lượng mặt trời bên em luôn. Nhưng là giờ chơi xe đạp trước đi. Rồi, bye bye cả nhà mình nha.